có mực tươi mấy chị đừng có làm chi cầu kỳ hết cháu á, làm gì giống em đi, không ngon rồi cá ăn. Sẵn cái cây bơ nhà em nó đang có lá non nè, để em hái mớ một hồi mình kẹp vô mình ăn chung. Cũng không phải tự nhiên mà nay nó ra lá non đâu mấy chị ơi, cái cây bơ này nó kế hoạch hóa gia đình mấy bà ơi, năm nào nó cũng ra đâu đó chừng 3 trái 4 trái hả. Cái ông anh em ông ở Đắk Lắk ông vô mấy chị, cái ông thấy vậy á, ông ta dân nhà nghề mà, thế là ông nhiệt tình ông ghép ông chiết giùm, ông nói cái loại này là phải vậy nó mới ra trái. Ừ, rồi mém nữa không có trái nào luôn. Trời hú hồn, hú hồn hú gì. Trời ơi được 3 trái nè bà thấy chưa. Trời ơi quỷ điếm rụng nữa hả, bà cào đầu tôi luôn. Cái này mày nói cái này ra, cái này ra đâu, này ra chỉ thì có. Này sao ở dưới mình chắc nắng quá. Trời ơi tôi tưởng đâu năm nay không có được trái nào luôn, nhưng mà mừng quá nó cũng được 3 trái. Thôi kệ rồi, để báo tin cho chị nào, chị ba chị bảy ba mừng. Cái này chắc không phải lỗi của ông anh em mà do là ở đây nắng quá đó mấy chị ơi, chứ đổ thừa tại ổng thì tội nghiệp ổng. Thôi kệ, dù sao nó cũng được 3 trái rồi. Chị bảy mà thấy ra được 3 trái vậy chắc chị mừng lắm, tại vì hôm nay chị nói chắc nó đứt bóng rồi mày ơi. Lạ gì đó mấy bà, mua thì không nhiêu tiền đâu mà trồng được thì quý dữ lắm. Mấy con mực này của em nay mua tươi ghê luôn, em mua 1 ký là 100 cành nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo nha. Cái thơm đó em chà cho nó sạch để em lấy phần vỏ em làm cái nước ngâm gì mà có gà đó, cái bằng chải đó nó không có dơ đâu, mới chà chân thôi ha. Cái nết gì mà sơ hở cái sầm sàm cho người ta chửi ha. Cái thơm này thì cắt miếng miếng vậy nha mấy chị. Cái món này em thấy nguyên liệu đơn giản dữ lắm, cũng không có gì cầu kỳ hết trơn. Để kể mấy bà nghe, hôm bữa thấy hai ông anh ông ra biển ông mua cái mực mà còn sống chớp chớp luôn đó, rồi ông nhúng vô giấm rồi ông cuộn ông ăn nó. Trời đất ơi chết chết anh ơi, chỗ em biển anh chỉ có cái con mực này. Hên đâu là bà chị nay bà có cái mực tươi dữ lắm mấy chị, nó không chớp được đâu. Nhưng mà ở chỗ em thì vậy là tươi dữ lắm rồi. Em phi xíu hành tỏi với xả nha, đậy nắp lại để quay qua lặt mớ rau muống nè. Rồi nó sôi thì mình sẽ cho cà chua với thơm vô. Rồi cái mấy bà nêm vô đây cho em giấm nè, muối, đường, bột ngọt, dầu hôi gì đó. Ê lộn, không có dầu hôi mấy chị nha, bỏ vô chết luôn á. Xong cái mình nêm lại thấy nó vừa cái miệng là mình dến mấy con mực mình dục vô liền mấy bà nghe. Xong cái thêm rau muống dầm thêm miếng me nữa, cái mình làm canh chua mình ăn luôn. Cái đoạn này là nó hơi sai sai nha mấy chị, mấy bà không có được xài vô một lượt nha em, như vậy mà ăn con nào là mình nhúng con đó đã, người ta là nhúng giấm mà. Mấy cái ông anh đó chỉ mà không có chỉ tới nơi tới chốn gì đâu. Để em mần theo nó chày ra chóc giải hết giáo trội trơn. Wow, hên là hồi nãy em không có xà hết, mới xà vô thấy nó hơi cấn cấn là em da lại liền. Thôi để em pha miếng mắm thái em ăn chung với cái này cho nó ngon. Mắm thái mà ăn với hải sản là nhất cái nách mấy bà nga. Chưa ăn mắm thái thì ăn thử cái mắm thái này đi, nó thơm nó ngon quên lối về. Rồi bài bản là phải như thế này nha mấy chị, gấp cái con mực lên rồi mình nhúng vô như thế này, nhúng đâu đó 3-4 lượt thôi nha. Nhúng nhiều quá là tụi nó teo lại không có còn ngon mấy chị ơi. Bà nào khoái bánh tráng á thì mình để lên bánh tráng mình cuộn thêm rau rồi mình quết vô nước mắm, còn không á thì có thể cuộn với lá bơ như em vậy ha. Ai mà không có mắm thái hay là không thích mắm thái á thì mình cứ làm nước mắm chua ngọt mà chê tới cho em. Mắm thái thì em có bỏ trong vỏ hàng gốc trái màu vàng đó nghe. Rồi em mời mọi người nha, cái món này là thành công mỹ mãn mấy chị, không có lo thất bại nữa. Quỷ dụ nè, cô chửi mất vệ sinh an toàn thực phẩm bây giờ nha mày. Rồi nhưng mà em rút ra là phải nhúng xong rồi để lên liền mấy chị, bỏ vô một hồi là mực nó teo với nó xấu quắc hả. Có lá bơ nên em sẽ ăn với lá bơ nha. Em muốn nè, con mực nhúng, nhúng vô chừng 4 phát thôi nha mấy bà. Mấy bà để lâu là nó teo lại rồi nó ra thấy ghê hả. Rồi để vô, chấm vô. Mấy chị không có mắm thái như em thì mấy chị làm nước mắm bình thường nha. Nóng quá. Nó ngọt, con mực này nó tươi thiệt, chấm một con không nè. Nhức cái nách mấy bà ơi. Rồi để lên liền, chấm vô một cái. Đã quá. Đã. Đã. Có mực. Làm vậy nha mấy chị.